rất cảm ơn mọi người có nhiều cố gắng để hỗ trợ cho một phần quần của áo và cả cá cho mình ăn đi làm cái con đùa của mình. Hôm nay là ngày đầu chuyển vật liệu à? Vâng, em chào anh. Ừ, đấy. Hôm nay là làm tiên chuyển vật liệu ấy. À, ok. Rất là bà con rất là đông luôn. Hân hoan đúng không? Ai có xe thì chở xe, ai có không có xe thì phải điệu. Vâng. Chuyển từ dưới kia lên đây là hết rồi à em? Vâng, chuyển từ giữa bờ sông lên trên này hết rồi. À. Và ở dưới kia là hết sạch rồi. Rồi rồi, ok em. Đấy, thưa các bác là thời gian vừa rồi là các bác cũng đã biết là em đổ hơn 60 khối bột đá và cái sỏi 1-2. Xuống cái khu vực bà con ở thôn Lũng Lình ấy, em đã đổ ở đấy rồi. Tuy nhiên thì cũng nhiều lý do đâm ra là bà con ở trong thôn Lũng Lình ấy không thể làm về cái con đường hạnh phúc đấy. Thế nên là đã di chuyển về đây rồi. Và cái đống sỏi và đống bột đá ở cái bên bờ sông mà chuyển cái dòng dọc sang ấy, các bác theo dõi thường xuyên là vẫn nhớ ha. Chuyển toàn bộ sang bên này rồi các bác nhá. Đấy. Đây là 60, tính ra là 67 khối. Trong này rất là nhiều luôn anh em. Chuyển về hết sạch ở đây rồi. Cái này xin nhà trường để nhờ đây chứ. Đúng rồi, cái này là mình để nhờ đây ấy. À, rồi ok. Có cả máy trộn bê tông ấy. Máy trộn. Lấy cả máy trộn lên. Các bác ạ, máy trộn này là cũng là cái máy của kênh các bác ạ. Nhưng mà là cái máy này là chưa có cái đầu tám. Chưa có cái đầu tán anh ạ. Ừ. Cái đầu tán là khả năng là mình phải mua như thế nào. Ừ. Ngày xưa là anh thắm mà cũng chưa có đâu mà. Đi được như thế này cũng khá là nặng. Ờ rồi. Vất vả. Nói chung là cái đá ấy thì nó thuộc loại là rất là nặng mà các bác. Đấy, vừa xe máy cũng như là vừa điệu rồi. Đấy, bà con ai có xe thì là bằng xe lên, còn ai không có thì bị bằng sức người vậy các bác. Vẫn vui lắm nha. Mưa ướt này chuyển khó lắm nhỉ các bác nhỉ. Vâng, nó nặng hơn đấy. Nặng. Vâng. Đây, đội quân rất là đông đủ các bác ạ. 67 khối các bác nhá. 60 khối đá 1-2 và 7 khối bột đá. Tuy nhiên là đến bây giờ nó cũng chuyển đi chuyển lại, kiểu gì nó cũng bị hao đi các bác ạ. Nhất là cái bột đá. Bột đá thì do quá trình mưa này các thứ rồi thì nó cũng hao mòn đi các bác ạ. Nói chung mình đổ xuống bằng đấy nha, chắc hao đi độ khối 2 khối thôi. Để mà nói những cái sỏi như thế này. Còn đây là cái máy trộn bê tông của kênh các bác ạ. Cũng lấy lên trên này luôn. Còn cái máy khoan bằng hơi thì bà con bảo là do là cái đường nhỏ ấy, khoan nó kéo đi kéo lại khó, đâm ra là mọi người không dùng các bác nhé. Em cũng tư vấn cho mọi người rồi, tức là những cái máy móc đấy là cũng đều có hết ở trên kênh rồi đấy. Nhưng mà có khả năng là cũng được nốt tuyến này là cũng nát hết rồi các bác ạ. Về cái cục trộn này thì khả năng là vẫn còn tồn tại được, nhưng mà những cái máy nổ ấy, mấy năm trời rồi, làm bao nhiêu tuyến đường rồi, nó cũng đến tuổi gọi là quá hạn. Là chuyển hôm nay là ngày thứ hai à các bác? À.
Chú, nặng lắm nhỉ. Này thì không biết là bao nhiêu cho đủ các bạn. Bởi vì là từ đây lên trên kia có một cái dốc rất là cao. Hả? Ừ, không có thì thôi đi đi theo phiên dịch thôi bà. Thì thành niên bà. Hôm nay có hai phần quà các bác ạ, lên trên đường rồi tính nhá. Ờ, nặng mà. Nay quà to. Đấy, mọi người vẫn đang đợi đấy à? Thấy có quà mọi người đợi. Nói chung là hóng các bác ạ. Em còn hóng nữa là. Nay là cùng đội quân tóc dài. Hôm nay bà con tóc dài là đi gọi là rất là đông. Đông nhỉ, gì nhỉ? Rất là đông rồi anh. Ừ. Thế là chuyển được nhiều chưa bột đá ở trên kia ấy? Cũng khá nhiều rồi à? Nặng không bác? Hả? Nặng không? Nặng đấy. Nặng. Không những là phần quà nặng mà còn nặng tình nặng nghĩa nữa nhỉ? Giạt hết. Đấy, chú gì à các bác? Đến tổ mình chưa làm chưa em? Đến anh ạ, hôm nay là đến tổ em đấy. À thế à? Thế là bà con chắc sáng nay cũng từ sáng rồi nhỉ? Ô, đi sớm lắm anh ạ. À. Thật sự thì bà con đi rất là sớm luôn. Ừ. Và có những bà con thì có chưa ăn gì mà phải đi làm ấy. Bà con vù lắm anh ạ. Nói chung là có những cái con đường rồi thì để bà con phát triển cho nó dễ dàng hơn. Ừ, thuận tiện hơn các bác ạ. Chứ còn bây giờ chủ yếu là điện đường trường trạm mà. Đấy. Những cái yếu tố chính để cho bà con phát triển kìa. Vừa văn minh vừa kinh tế cho mọi nhà mọi người. Kêu. Mệt thì thải lao hai chuyến bác ạ. Cái thùng quà quần áo của các bác. À đâu, cái này thùng cá. Thùng cá. Vâng. Ôi ôi. Anh ngã à? Anh ngã rồi. Hai cái luôn à? À chia bà. Vâng. Xa phết, chuyển cái đường bộ này. No.
nhà nhà nặng. Ừ, cái nước này ở từ đâu ra đây? Cái nước này là mưa đấy à? Vâng, nước mưa thôi anh ạ. Cái này đi khó khăn lắm nhỉ? Vâng, như thế này đều rất là trơn. Sáng nay ở trong này mưa to anh. Sáng nay mưa à? Vâng, sáng nay mưa to rồi. Ờ, ngoài thị trấn này không mưa, nhưng mà đêm qua mưa. À, ừ. Ở trong này đêm qua với lại sáng nay cũng mưa to lắm. À. Nhưng mà bà con đã đi, gọi là, vẫn trời vẫn còn đang mưa, đã đi làm rồi. Ai dạ, máu quá nhỉ. Vâng. Đây này là đỡ không kịp. Ôi, công việc bà con cũng không muốn ở nhà ấy. Ừ. Đấy. Quanh đi quẩn loại, bây giờ mới bắt đầu là đến cái đầu tuyến đường để chuẩn bị cần đổ đây các bác ạ. Để xem lên đấy là bà con đã làm được đến đâu các bác ạ. Ây, bột đá là bắt đầu thấy đổ từng đống rồi này nhỉ. Mưa này các bác. Ê, con chào ông. Vâng. Bác trưởng thôn. Dạ. Chắc đổ trong này à? Đổ trong này à bác? Đây các bác. Chào các bác nhá. Chắc theo tổ đây các bác. Đường hiện nay là bà con đã sửa coi như là cũng thoải mái mét rưỡi rồi các bác ạ. Còn một số những cái chỗ là phải khoan đục, mở đá các thứ thôi. Bây giờ là một trong những công đoạn gọi là khó khăn vất vả nhất trong cái tuyến đường này. Hôm nay em ta vắt thằng đồ rất là nặng luôn. Chắc đổ đâu ở đây à gì ơi. À, đến điểm rồi các bác ạ. Ôi ôi, cẩn thận nhá. Ôi,
tá lo chết rồi đấy. Hết chưa bà con, về đây hết chưa nhỉ? Con vẫn còn thấy nhéo nhéo ở đây thế. Hả? Bắt bắt đi đâu về? Nóng. Nóng mà với lại là cái đá, bột đá sổ này nhìn như vậy thôi nhưng mà rất là nặng. Có một tí ở giữa cái quả táo thôi nhưng mà rất là nặng. Đây bác. Thế này thì khả năng độ chắc vẫn phải tầm chục ngày nữa mới bắt đầu vào được đổ ấy nhỉ. Bây giờ đang trong cái khâu gọi là khó khăn nhất rồi, vất vả nhất là cái khâu này. Bây giờ thì cũng đang lấy sổ lên này là đường bên kia vẫn có những cái đoạn vẫn còn chưa được nữa. Bên này vậy còn mở thêm không? Có. Còn khoan không? Có anh ạ. Bây giờ vẫn đang khoan trong à? Vẫn đang khoan ở trong gần nhà em ấy. Bởi vì bà con bảo là những cái ngày trời nó nắng như thế này thì tranh thủ chuyển cái bột lên. Khi nào mà mưa quá thì đường nó trơn trượt không chuyển được đấy. Nên là ngày nào nắng thì tranh thủ ngày đấy. Bây giờ đang nắng. Nói chung là dạo này cũng mưa suốt. Trước thì chả thấy mưa, bây giờ thì thấy vào vụ rồi. Từ đầu năm cho đến giờ mới có mưa. Mà bây giờ có mưa thì cũng gọi là cũng muộn mất cho bà con về cái vụ mùa. Đúng rồi. Và chuyển xa phết nhờ, cũng không phải đơn giản đâu các bác. Đây này. Đoạn này các bác nhá. Đây là đoạn đấy thì là bà con đi bộ suốt từ đấy đến đây chắc là đâu đấy không biết là cũng tầm cây ấy nhỉ. Tầm cây số đường bộ. Nhìn bằng mắt thường như vậy thôi nhưng mà đi khá là xa. Xa mà. Đây là máy đang cho vào gần thôi các bác này. Đấy. Sao? À? Nóng rồi. Phải nói cho là em bà bắt thòng 20 cân. Đâu, xem nào. Chú gì cầm được máy rồi phải không? Ok. Giúp anh. Tính người chưa? Rồi, ok. Thấy không? Có chứ. Xin chào toàn thể các cô chú nhá. Hôm nay thì đến với bà con ở trong cái khu đoàn kết cũng như khu biệt lập này. Về cái tuyến đường ấy thì có cái món quà của hai nhà hảo tâm. Thứ nhất thì là cái món này. Đây, để anh tự cầm ấy. Đây là món quà của người gửi là Trần Thảo này, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang. Đấy, chị chắc ở Bắc Giang, Bắc Quang, Hà Giang mình thôi. Gửi quà từ thiện cho cô Quế Lan. Cảm ơn các cháu nhiều. Đây, người nhận thông tin của em bé đây các bác ạ. Thì ở đây là nghe chị chụp hình gửi về ấy, là ở trong là có 20 cân cá khô cho bà con là ăn uống. Đấy chú. Hôm nay cháu vào trong bản mình ấy thì có hai phần quà. Phần quà đây là cái phần quà chắc là quần áo là gì đấy thôi. Đấy, để cho bà con có một ít quần áo đi lao động ấy. Đây là của cô Trần Thị Anh Đào này. Ở Tống Duy Tân, Hoàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội các bác ạ. Cái thùng này thì cũng gửi về đến với kênh khá lâu rồi. Cô cũng dặn rõ là nhờ kênh trong tem này trao đến những người cần dùng. Thì bây giờ là bà con cũng đang vào cái vụ gọi là làm nương. Xin lỗi. Cái vụ làm đường cái này thì chắc có lẽ là cũng rất là cần những cái bộ quần áo cũng như là một số những cái vật dụng gì đấy. Nói chung là anh em trong nhóm thì cũng chưa mở ra. Đâm ra là cũng chỉ biết là có phần quà là mang đến thôn thôi. Đấy. Anh ạ, thật sự thì bà con ở đây mà có cái phần quà như thế này thì rất là cần rồi. Bà con thì nói chung là như vậy thôi nhưng mà không có cái về những cái quần cái áo ấy. Nên bà con Hà Nam thì cũng gọi là thiếu thốn đủ một thứ luôn. Đấy bác có nhá, còn đâu ấy, còn một phần quà nữa là của chị Trần Thảo này ở Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang, cũng ở ngay gần mình thôi. Bác Bó ạ. Đấy thì là cô chị có gửi quà của cô
Quế Lan, tức là cô Lan Quế Trung mà cũng đã từng giúp đỡ rất là nhiều những cái hoàn cảnh ở trên vùng cao. Ở trên kênh của em bé thì là cũng có gửi một cái thùng quà này về đấy, để dành tặng cho bà con, cho mọi người. Thì bây giờ là chắc là mấy bác cháu mình cũng mở ra xem mà có cái gì trong nghề phát cho bà con, để bà con gọi là có thêm tinh thần phấn khởi hơn nhà bác nhà. Vâng. Có cái dao kéo gì đấy không à, bà ấy? Ngày rạch ra xem là để xem là mình cũng rất là hồi hộp để xem là trong có cái gì các bác. Nói cho là bà con nhà bà... Đấy, khá là nặng đấy nhờ. Cái này chắc cũng phải đến 20 hai mấy cân các bạn. Vừa nãy có anh chú vắt lên còn bảo là cái không biết là cái gì nhưng mà rất là nặng luôn đấy. Đây. Đây, cá rồi. Ô, cho nhiều chân chẻ cá này. Ừ. Đó. Thế là chưới. Để xem là đấy đây bác trưởng thôn làm đại diện đi, để xem là bao nhiêu bà con tổ này có bao nhiêu người hay là như thế nào đấy, thì bác làm việc với bà con thôi. Cứ như này một cân nhỉ? Chắc thế rồi. À, cái cá này thì thật sự ở trên này rất là đắt luôn anh ạ. Nên một tấn nó cho nhỉ? Chỉ tấn nó thôi đó. Bà con còn chưa được ăn cơ. Bởi vì là không có tiền mà mua ấy. Có một số thì ăn, có một số đây các cô các chị em đây. Đấy, hôm nay là đội quân tóc dài, váy dài. Nhờ chú Dìa với bác trưởng thôn là trao lại cái phần quà này cho bà con. Thay mặt thì chú rất cảm ơn mọi người. Con đùa là con đùa của chúng tôi, mà mọi người rất là có nhiều cố gắng để hỗ trợ cho một phần quà áo mà cả cá cho mình ăn đi làm cái con đùa của mình là chú cảm ơn nhiều. Vâng. Đấy thì em bé cũng xin thay mặt bà con nhân dân ở trong thôn thì cũng gửi lời cảm ơn đến chị Trần Thảo, cô Lan Quế Trung và cả cô một mạnh thường quân là cô Trần Thị Anh Đào. Đấy thì là cũng đã mang cái phần quà này đến với lại bà con ở trên vùng cao rồi. Thì hôm nay là các anh em thành viên ở trong đội nhóm sẽ thay mặt các cô chú ông bà cũng như các nhà hảo tâm là sẽ trao lại cái phần quà này cho mọi người. Xem là bao nhiêu hộ như thế nào. Bà con bảo là phải xếp hàng cơ. Ừ, phải xếp hàng. Xem mà đủ mỗi người một túi không, còn không người cứ chia ra. Chia ra mỗi người một con cũng được. Đấy, nói chung là có là mừng rồi. Đông. Mình đông thì vui, mình vui là chính mà. Đấy thì hôm vừa rồi thì cũng có cô Lan Quế Trung, cô cũng bảo là cô gửi gấp một cái thùng quà lên cho bà con ở trên vùng cao này làm đường ấy, cụ thể là trong thôn. Đồng phết đấy các bác ạ. Đồng. Đấy xem bao nhiêu thành viên. Hai mươi tám người. 20 túi chú ạ. Thì là có 20 túi. Vâng thì chia kiểu gì cho nó hợp lý ta. Chú gì ạ? Tình hình là có 28 người nhưng mà có 20 túi quà. 20 cân, tức là 20 cân quà cá. Nếu mà như thế thì cứ cho ba người một ba người hai túi đi. Ba người hai túi. Ba người hai túi sao là về cắt chia nhau mỗi người được hai con, cũng được ba con cũng được ấy. Rồi như thế cho tình cảm nhá. tình cảm là gọi là vui là chính thôi. Vâng. Nhưng mà trong đấy là phải tính cả phần quà của bác với lại của em nữa. Thật mà. Thì bây giờ quà của bà con nhân dân mà thì ai cũng khó khăn vất vả cả. Phép được con hả? Đây, ba người hai túi. Đây là cô là Trung ở đây nhá.
Vâng, vâng. Đấy, đấy. Không đủ thì thưa các bác ạ, không đủ thì cũng mình bắt buộc phải làm như thế thôi. Ở đây đủ đủ chưa? Ba người hai túi là chuẩn luôn à? Chuẩn luôn. Không cần tính là chuẩn anh ạ. À nếu mà như thế có có mà anh thanh niên này. Đúng là rất là chuẩn luôn. Vâng. Dạ vâng, con nói chúc mừng bà. Vâng. Chúc mừng ạ. Vâng. Thay mặt bà con nhân dân thì gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm rất nhiều, có món quà rất là ý nghĩa dành tặng cho bà con ở trên vùng cao. Chúc bà con có bữa cơm ngon miệng. Dạ, con cảm ơn bà. Vâng, chúc mừng chị. Vâng. Dạ. Vâng, bà. Dạ. Chào nọ bà là có ăn rồi. Được ăn rồi. Đấy, xem là có dư giả như thế nào nhỉ? Có dư không? Hay là thế nào? Hả? À? Còn 4 người 2 túi. Còn 4 người 2 túi à? Như thế là được rồi. Rồi thế cất cái này đi, coi như là mình đã xong rồi. Để chia bà con đây này, bà con cũng chia luôn tại chỗ này các bác ơi. Chia luôn cho nóng phải không? Chia luôn có bao giờ mà tí về là khó chia. Chia luôn tại chỗ. Bà con rất là vui anh ạ. Ở đây cá nục nhỉ? Cá nục đây bây giờ có cá này thì bà con có khi là lấy về ăn cơm luôn bây giờ ấy. Bởi vì có người là xá không chịu ăn gì ấy. Bà con thì bảo là không có, thật sự thì có như nhà không có cơm mà ăn ấy. Nên là có cái cá này về thì gọi là có cái bữa ngon miệng hơn. Đây. Các cô là đang chia nhau. Đấy, túi này nữa, đây ba người một đấy đây phải không? Đấy. Cái túi nó chỉ tua. Túi này khăn cho túi này đấy. Đấy. Đấy à bác. Rú hột chia. Vâng. Này mê. Cái nát rồi. Bác trưởng thôn các bác ạ. Bà con chia xong thì xong bảo là nán lại để lấy ít quần mấy bộ quần áo đó chú bác bó nhá. Vâng. Bao tải luôn này. Bác ấy đi cái ôm bột à hay ta bẩn hết rồi? Đi chở. Vâng, đi chở phải không? Dạ. Cá này ưu tiên mọi người ăn luôn gì ạ? Tại vì là anh về quê mất mấy hôm thì là cái cá này gửi lên, lẽ ra là mình phát được hôm trước rồi ấy, thì là cái này là gọi là nó đã qua mất một ngày rồi, không phải quá hạn đâu nhá, tức là
chị ấy gửi lên, tức là lẽ ra là hôm sau mình đi phát luôn, nhưng mà anh ở quê anh không mang vào được, thì là hôm anh vừa mới lên thì anh lại lấy vào luôn cho mọi người ấy. Vâng. Ừ. Ở đây thì gọi là nhà của bà con rất là đông người ấy. Có khi là về thì không có cái gì ăn, có khi là hôm nay ngày mai nữa là ăn xong rồi. Và thế cái này cũng không để được lâu đâu. Cho đến nó chết phải bà con phải chưa để đều ra. Ừ, đấy chỉ đều chứ cho đỡ thắc mắc kia đúng không. Đếm mà đếm con. Đã phá thì mở cái này ra. Và phần quà của cô Trần Thị Anh Đào, xem là có cái quần áo gì. Cái này chắc là phát cho bà con để giữ đường ấy. Đang ở trên đường đâm ra là anh chạy đi sao ơi. Không rõ là quần áo người lớn hay trẻ em như nào đâu chú Thị ạ. Gọi là cứ mở ra, nói chung nhà tầm nào thì nhà bà con cũng có người vừa mà đúng không? Vâng, ở đây thì đông là đông bà con như thế này thì người lớn cho đến trẻ nhỏ ai cũng có ấy. Vâng. Đấy. Xem là cái kia. Vừa nãy cũng quà gì? Lê cũng khá là nặng. Nhiều đồ. Lôi hả? Nó hả? Chưa rõ là cái gì các bác ạ. Em cũng đang tò mò lắm. Chắc là cũng quần áo hay gì đấy. Đây này, đây này. Đúng rồi. Áo. Quần áo người lớn này là người lớn càng tốt, bởi vì bà con lấy đi làm ấy này đúng không? Làm đường này hợp lý mà. Đấy. Cái này sẽ là để bà con tự lựa cho mình nhỉ? Không có đâu đấy 20 người thôi, cho bà con tự lựa cho bà con là vui. Lấy thêm một túi nữa ra, có 2 túi đấy mà. Em gái không vào lấy à? Đây lên trên này chia sẻ cho các bác thấy. Nhanh, quần áo thì nhanh. Nhận cái xong luôn các bác. Xong rồi. Quần áo này nhanh lắm nhỉ. Vâng. Đây nói chung là mấy người một đây cái các bác ạ. Ok, hôm nay thì em bé cũng rất là vui, cũng như là xin phép một lần nữa được thay mặt bà con ở trong hai thôn thì cũng gửi lời cảm ơn đến cô Trần Thị Anh Đào, có món quà rất là ý nghĩa, cũng như là những cái bộ quần áo để cho bà con mặc làm đường cái mùa này thì rất là cần thiết các bác ạ. Cảm ơn đến cô rất là nhiều, cảm ơn chị Trần Thảo, cảm ơn cô Lan Quế Trung, cảm ơn 92.000 cô chú ông bà đã đăng ký kênh. Đấy, bây giờ bà con có lẽ là sẽ tiếp tục công việc với các bác ạ. Đấy. Đấy, chia xong chưa? Các bà chia xong chưa? Hôm nay thì vui mừng quá đấy à. Đấy, bác chia luôn tại trận. Cái này là phải phơi lên luôn bác ạ. Nói chung là cá mới thôi, nhưng mà để mất ở nhà cháu là một ngày. Cháu chỉ sợ là để lâu quá mình lấy ra có tủ mát ấy, thì nó sẽ ok hơn. Mình cứ phơi lên. Chưa hỏng đâu, vẫn thoải mái đấy chú ạ. Dạ. Vâng, bởi vì là mình ưu tiên phát cái này trước để cho bà con nó vừa có cái ăn mà vừa không bị hỏng. Đúng rồi.
bốn người ấy à, bốn người chia. Bây giờ còn nóng tí chưa? Rồi chúc anh em ăn ngon miệng nhá. Đây là của chú à? Tầm tầm đấy nhá. Thế thì bà con bây giờ lại tiếp tục cái công việc rồi các bác ạ. Có lẽ là em cũng xin phép là chia sẻ đến đây cũng như là cập nhật về cái tình hình thôi các bác nhé. Cập nhật cái tình hình về cái tuyến đường hiện tại thì là bà con cũng đã để mà nói là mở rộng mặt bằng như chỗ của cháu Pà đang đi này, bà con mất rất là nhiều công sức để mà xếp những cái đá đi giải mặt đường như thế này thì là cũng đã ổn rồi. Đến nay là cũng mở rộng gần hết rồi, ở trong kia thì bà con vẫn còn tiếp tục là khoan mở rộng tiếp tục nữa các bác ạ. Đấy, thế nên là hiện nay là bà con là một số những cái tổ người ta mở xong rồi thì là bà con đã chuyển những cái vật liệu lên trên này để mà chuẩn bị là đợi đủ vật liệu cái là đổ đường luôn đấy các bác. Thì về cái số vật liệu bột đá ngày hôm nay mà em bé cũng có cập nhật ở đầu ấy thì là sau này cũng cỡ 5-7 hôm nữa khi mà bà con dùng tiền để mà mua xi măng ấy các thứ ấy thì em bé sẽ trao lần hai. Nếu như trao lần hai thì em bé sẽ được phép là trừ cái số vật liệu mà trước đó em lấy là 67 khối bột đá vào trong thôn Lũng Lình ở phía góc bên đằng này đây các bác nhá. Đấy thì đó là một cái nơi bà con cũng đã không thực hiện được cái tuyến đường thì em bé đã lấy vào đấy là vào 67 khối, mỗi khối là vào 430.000 đồng một khối các bác nhá. Đấy, bây giờ là em bé sẽ có lẽ là cũng xin là kết thúc cái nội dung ở đây thôi các bác ạ. Bởi vì là tầm này cũng tầm giờ trưa, bà con cũng về ăn cơm rồi. Thì cái số tiền các bác, các cô mà gửi tiền về ăn uống cho bà con ấy ở trên vùng cao ấy, nhất là về cái tuyến đường này, thì là đến nay là cũng có chú Hai ở Dĩ An, Bình Dương là cũng đã đồng ý chuyển sang bên này. Và anh Minh, đấy, anh Minh ở Malaysia cũng đã đồng ý chuyển sang bên này. Và có thêm Mạnh Thường Quân là cô Trần Thị Biên ấy, ở London bên nước Anh cũng đã đồng ý chuyển sang bên này. Đấy là về cái khoản ăn uống. Còn cái khoản làm đường ấy thì là cũng khá là nhiều các cô bác là cũng đã ok rồi. Nói chung là về bên này ấy thì em bé cũng xin phép là đến ngày mùng 1 tháng 7 này thì nếu như mà bà con các cô chú ông bà mà chưa xem được những cái nội dung em bé đã thực hiện ở trên những tuyến đường ấy thì em bé cũng xin phép được chuyển sang bên này để cho bà con có cái để mà thứ nhất là ăn uống, thứ hai là mua xi, mua vật liệu để bà con làm được. Đấy, bây giờ là bột đá là bà con đổ về đây hết rồi. Ôi cái này trời mưa đâm ra là khả năng là bùn đất nó cũng trôi xuống, nhìn đen ngầu này các bác ơi. Cái này đá 1-2 nhá. Đấy, nói chung là về làm đường thì cũng không quan trọng mấy. Cái này là cái bột đá bà con vừa mới lấy đổ sáng ngày hôm nay, còn cái đống hôm trước thì bà con lấy về là đổ kia cái là trời mưa xuống, bây giờ nhìn nó xanh lét thế này cơ mà các bác. Cái này là cái đá 1-2 thôi, còn cái bột đá còn một trận nữa thì mới xong được. Đấy, đây. Ok, em bé xin phép là xin chào các cô chú ông bà, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip kế tiếp theo thôi. Bye bye.